Do ảnh hưởng của rìa phía tây bắc bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, trạm khí tượng tại đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách Bình Định, Phú Yên khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 165 đến 185 km/h, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Dự báo đến 4 giờ sáng 20 tháng 12, bão số 9 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở cách Quảng Nam Bình Định khoảng 230 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến 14, 135 đến 165 km/h, giật cấp 16, vùng nguy hiểm trên biển Đông đến 4 giờ sáng 20 tháng 12, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 10 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Đến 4 giờ sáng 21 tháng 12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ vĩ Bắc, 113,0 độ kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 340 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến 10, 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Đến 4 giờ sáng 22 tháng 12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc. Mỗi giờ đi 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ vĩ Bắc, 115,5 độ kinh Đông. Cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 250 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Đến 4 giờ sáng 23 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai. Vùng biển phía tây khu vực giữa biển Đông cấp 4, vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cấp 3. Trên biển, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 10. Khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8 đến 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét. Biển động dữ dội, vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh dần lên cấp 7, 8, sau tăng lên cấp 9 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Biển động dữ dội, vùng biển ven bờ, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Biển động dữ dội, trên đất liền, từ ngày 19 đến 20 tháng 12, các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, có gió mạnh cấp 5, 6, giật cấp 7, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6, 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9. Ngày và đêm 19 tháng 12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C.
có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Miền Đông có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào.